Xứ Lê Gia chào cô chú và anh chị. Chúc cô chú và anh chị có buổi tối vui vẻ. Bên con hôm nay có 26 bài xứ ghép giới thiệu đến với cô chú và anh chị ha. Rồi mình có cây số 1 ghép tím thang, hoa kép cây mình năm bo. Cái cây này cái củ nhìn hơi quái nè. Rồi tím thang 120 ngàn. Số 2. Cây số 2 nè, ghép giống sĩ thư 3. Hoa năm cánh, có hoa nở luôn nè, đỏ cánh viền vàng nha. Giống này nó rất là xiên hoa. Cây mình 3 bo. Cái tựa này hiện tại là mình chỉ riêng nó được luôn á. 100 ngàn. Số 3. Ngọc băng, hoa kép màu trắng. Cây 5 bo. 130. Ngọc băng cũ nó tầm bằng tay mình ạ. Số 4 ghép chibi. Chibi mình 6 bo. Củ chibi là to khoảng bằng tay mình, xòe rộng ra. 130. Số 5 ghép candy hoa vàng viền. Cánh nó viền nè. Rồi candy 4 bo. Rồi, cái củ này là nó có cái sẹo là do nó phát triển quá nó bị nứt luôn ha. Cái sẹo này đâu hồi nhỏ, bây giờ nó liền lại rồi. Rồi, 110 ngàn. Số 6, ghép phương lam 21. Cây 5 bo, 110 ngàn luôn. Số 7, cam thảo. Cái giống cam thảo này là hoa ba lớp nha, lớp ngoài tím, trong đây màu vàng. Cây mình 6 bo, 120. Cam thảo. Số 8 là cây thắt biếm, ghép hai giống. Xuân ý. Xuân ý mình đang vô nụ rồi nè. Rồi, còn cái tựa lẻ ngoài là tím thang. Rồi cây này vô chậu C9 nha. Chiều cao nó là khoảng 45 cm. Cây thắt biếm nha cô chú và anh chị. Giá nó là 200 ngàn. Hai màu. Số 9 là đại mỹ nhân 5 cánh trắng viền đỏ nè. Đại mỹ nhân mình là 5 bo, 110 ngàn. Số 10 cẩm đang 2 màu tím. Cẩm đang 2 5 bo, 120 ngàn. Số 11 quýt lúc hoa màu hồng. Cây 4 bo, 100 ngàn. 12 ghép hai giống tím lược bôi với quýt thắng màu đỏ màu tím nha. Cây 5 bo, 110. 13 ghép xì ta. Cây xì ta này 5 bo, 110 ngàn luôn. 14 ruby. Ruby bo vàng. Ruby là 5 cánh hồng đỏ nha. Bo bo củ cỡ cục gạch ống, bự hơn cục gạch ống xíu. 110 ngàn ruby bo vàng. Nè mình nhìn cái bo ghép nó lên là tựa vàng ha. Số 15 Yến Nhi Chính. Yến Nhi Chính 5 bo, 100 ngàn. 16 Vân Huế 12 màu hồng sọc ha. Giống con này nó ra hoa rất là xiên hoa. Cây mình 10 bo, 120. Số 17 Én 2 lớp nè. Cây én mình 6 bo, củ nhìn cơ bắp luôn, 130. Củ cơ bắp bự, cái củ nó bự hơn cái bàn tay mình xòe ra nữa ha. 18 là Vân Huế 7, hoa 2 lớp màu hồng. Vân Huế 7 ghép là nè, 6 bo, 110 ngàn. 19 ghép 2 giống Kim Anh 3 lớp màu vàng cam, có sọc đỏ nè.
Phải ca 5 cánh màu tím, cây 2 màu, 7 bo, 101, 20 hồng loan, có hoa đang nở luôn, màu hồng cánh viền. Cây hồng loan này là 5 bo, 101, 21, một cây dáng nằm với giống T1. Cây T1 này 5 bo nè. Đây, cây mình đang ôm nụ hết nè, bằng ngón tay nha. Rồi, 110.000 T1 dáng nằm. 22 là hot girl, hai lớp màu đỏ. Cây mình 6 bo, nó đỏ nè, nó có cái chạy sọc sọc đỏ trong đây, nhìn cái hoa mình rất là duyên luôn. Rồi cây 6 bo, trong chậu xe chín lớn luôn, củ nó to hơn bàn tay mình xòe ra nữa nha. 130.000. Hai mươi ba thảo thuận 7, 5 cánh màu tím sọc nè. Thảo thuận 7 được ghép là 7 bo, củ to muốn chặt cái chậu xe chín. 110.000. Số 23 thảo thuận 7, hoa 5 cánh nha. 24, một giống 5 cánh nữa, kim ngân. 5 cánh này cũng rất là xiên hoa, mình nhìn cái dàn nụ nó đang ra nè. Kim ngân, đây hoa nở luôn. Rồi để coi cây kim ngân này được ghép 7 bo, củ nhìn cơ bắp, 130.000. 25, sĩ thư 1, màu trắng, cánh viền, 3 lớp nè. Cây của mình là 4 bo, 101. 26, giống vinh hoa. Đây là vinh hoa. Hoa mình 3 lớp nha, màu hồng, sọc. Cây 5 bo, 100.000, vinh hoa. 27, 27 một giống 5 cánh, xiên hoa nữa là thảo liên. Thảo liên là giống lá kim, cái lá nó nhỏ thôi, nhưng mình nhìn cái vàng hoa của nó đang nở nè. Cây 5 bo, củ cơ bắp đây, mình xem kỹ cái củ nó nha. Rồi 110.000 cây thảo liên. Rồi hôm nay giới thiệu đến cả nhà mình là 27 cây ha. Rồi cái hàng này khi mà cô chú và anh chị mình mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Mình yêu thích kênh Hoa Sứ Lê Gia thì hãy bấm đăng ký để mỗi khi con đăng clip lên bán nó sẽ báo cho mình theo dõi á. Rồi con xin cảm ơn rất là nhiều.